Hello, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn cơm thôi. Còn một chén cơm nguội, mình không có hâm luôn. Nó hơi chói. Đây, để mình cho các bạn xem gần á. Đây, bữa nay thì mình ăn cái này là trứng cá hồi. Cái này là cá hồi xông khói các bạn. Đây. Cái này là xông khói, còn cái này cũng là cá hồi nhưng mà cá hồi nướng với lại phô mai. Ở trên này là phô mai. Thử miếng trứng. Nó mặn mặn các bạn. Mời các bạn nhé. Mày cũng đang nói buồn quá trời luôn. Dưới này là cá sa mần luôn. Cá mặn mặn các bạn. Cái này khi mà nhai á thì nó bể 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 giống như là cái bong bóng như nhỏ á, cảm giác giống như là uống cái gì ta, cái bubble tea mà cái loại mà bốc ba gì đó. Nó mặn mặn nhưng mà lại có vị béo béo mà cái trứng á. Mày không ăn được cá sống nhưng mà ăn cơm lại được á. Ăn cơm với là trứng hết. Nó béo béo mặn mặn. Cái này cũng là cá trong khói mà các bạn, mình chỉ để phô mai lên xong rồi nướng thôi.
Mình lấy thêm trái ớt này các bác. Cái này này nó mặn mặn. Nói chung cái món trong này cheese á, bình thường thì nó cũng sẽ có gì mặn mặn chút xíu nữa. Nên là mình lấy ớt xong rồi ăn chung với ớt. Cái này thì nó giòn giòn ngọt ngọt. Này nó mặn mặn nè, sẽ xé ra từng miếng luôn. Mình cầm đũa rất là tệ luôn các bạn. Đấy. Nó ngồi nó nhìn đó.
Nó tối ngày ngồi đó thôi, ngồi ngay cửa sổ. Mình thích nhai nó các bạn. Nhai nó nhai một cái là nó phấp á, nghĩa là nó bể nó ra cái nước của nó béo béo mặn mặn. Trước này không biết nếu như là ăn chín nó như thế nào á. Rất là béo luôn. Nhai đỡ. Nhai cái là nó rất là nhiều nước luôn các bạn. Nhưng mà béo cái này nè, giống như là mới ăn cái bụng cá đó, cái bụng cá, cái da của nó chứ không phải là không, cái thịt của nó ở dưới cá mà nó có chút xíu mỡ với lại thịt đó. Thì khi mà ăn cái này vô thì nó lại có vị béo béo giống như là cái đó, giống như là cái thịt dưới bụng cá. Nhai nhai cũng rất là vui. Để đây nó không bị chói ngay đây nè. Cái này thì là nguyên miếng nè, em mới lấy nguyên miếng nè. Nó sẽ có từng miếng các bạn.
Tóc mới cũng nhanh dài đúng nhờ. Ở dưới này không được giòn lắm. Cơm thì mới ăn chút xíu à. Cơm nguội. Mình em đi dùng cái son, cái môi nó nhẹ lắm nên nhìn giống như tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Mình sẽ hẹn gặp các bạn video tới. Bye.